Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình lũ lụt, tình hình dịch bệnh, kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới đang diễn ra trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, lượng mưa chút xuống Bắc Kinh từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 đến 7 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2023 là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi thành phố bắt đầu thống kê dữ liệu 140 năm trước. Lượng mưa lớn nhất trong cơn bão này là 744,8mm xảy ra tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sơn Bình. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh ngày 2 tháng 8 cho biết trên tài khoản WeChat nhấn mạnh đây là mức cao nhất trong 140 năm qua. Bão Doski quét qua miền Bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến tuần trước, bắt đầu gây mưa cho thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận từ 29 tháng 7. Lượng mưa trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. Mưa lũ ở Bắc Kinh đã khiến ít nhất 11 người chết, hai trong số họ là nhân viên thiệt mạng khi làm nhiệm vụ trong các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. 13 người vẫn mất tích. Tại tỉnh Hà Bắc, lân cận hơn 800.000 người phải sơ tán, 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích, 2 trường hợp tử vong được báo cáo ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc cuối tuần qua. Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực cứu hộ ở thành phố ngập lụt Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, nơi có hơn 600.000 cư dân và giáp Bắc Kinh về phía Tây Nam. Chính quyền Hà Bắc đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lượng mưa trung bình là 355mm. Từ 29 tháng 7, lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2012, nằm tại nơi hợp lưu của một số con sông. Trác Châu là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc khi nước lũ di chuyển xuống hạ lưu, làm ngập các khu dân cư có diện tích lớn gấp đôi thủ đô Pháp và ảnh hưởng đến gần 650 hecta đất nông nghiệp. Công an Trác Châu cho biết thành phố phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và mất điện một phần, đang cần gấp thuyền bè, áo phao và đồ tiếp tế cho công tác cứu hộ. Người dân nói rằng nước dâng cao tới 4 mét, họ buộc phải trú ẩn trong các tòa nhà cao tầng nhưng không có điện và nước. Đến mùng 1 tháng 8, Trác Châu vẫn bị nước lũ bao vây ba phía. Tờ Football Times đưa tin lượng nước lớn đang chảy từ Bắc Kinh vào ba con sông xung quanh Trác Châu. Chúng tôi đang đón nhận nước lũ xả từ Bắc Kinh, vì vậy họ nên cung cấp thiết bị và cứu hộ cho chúng tôi, nhưng chẳng có gì cả, một người dân Trác Châu đăng trên Weibo, trong khi một người khác lo lắng cho sự an toàn của người lớn tuổi trong gia đình và cầu xin lực lượng cứu hộ giúp chuyển những người cao tuổi không có khả năng di chuyển lên mái nhà trong lúc chờ sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm mùng 2 tháng 8 kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để giải cứu những người mất tích hoặc bị mắc kẹt do mưa lũ, tìm biện pháp hạn chế thương vong và đưa điều kiện sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Trung Quốc đã trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng những hình thái thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó Kanun, cơn bão thứ 6 trong năm, khi nó tiến gần bờ biển phía đông nước này. Thủ đô Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, buộc quân đội triển khai trực thăng để tiếp tế cho người dân. Một đơn vị quân đội gồm 26 binh sĩ và 4 trực thăng đã tiến hành sứ mệnh giải cứu, chuyển nước đóng chai, thực phẩm và áo mưa cho những người bị mắc kẹt trong và xung quanh nhà ga xe lửa ở quận Môn Đầu Câu, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở Bắc Kinh. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay đưa tin, vào ngày 31 tháng 7, quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, khiến 3 đoàn tàu bị mắc kẹt trên đường và giao thông đường bộ ở một số nơi bị cắt đứt hoàn toàn, CCTV cho hay. Hình ảnh phát trực tiếp trên CCTV ngày 1 tháng 8 cho thấy nhiều xe buýt bị ngập một nửa trong nước lũ ở quận Phong Sơn, Tây Nam Bắc Kinh. Khoảng 150.000 hộ gia đình ở Môn Đầu Câu không có nước sinh hoạt do mưa lũ. Giới chức đã điều động 45.000 xe chở nước để cung cấp khẩn cấp cho người dân. Các đoàn tàu cao tốc bị mắc kẹt trên đường ray trong 30 giờ, khiến tình hình bên trong trở nên hỗn loạn khi hành khách phàn nàn rằng họ đã hết thức ăn và nước uống. Mưa không ngớt kéo dài sang ngày thứ tư ở Bắc Kinh và các thành phố lân cận khi bão Doski quét qua miền Bắc Trung Quốc ngày 28 tháng 7. Lượng mưa đổ xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. Thủ đô Trung Quốc ghi nhận ít nhất 11 người chết và 27 người mất tích do mưa lũ. Tính đến tối ngày 31 tháng 7, Bắc Kinh đã phong tỏa hơn 100 con đường núi và sơ tán hơn 52.000 dân. Gần 400 chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn tại sân bay của Bắc Kinh trong ngày 1 tháng 8. Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ về mưa bão, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo.
cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những khu vực này. Chính quyền Hà Bắc đã thực hiện các biện pháp ứng phó rủi ro lũ lụt ở lưu vực sông Hải Hà, rộng gần bằng diện tích nước Anh với khoảng 319.000 km2 và bao trùm các tỉnh, thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, một phần các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Nội Mông. Chính quyền thành phố cho biết lượng mưa những ngày qua đã phá kỷ lục lượng mưa trong trận bão nghiêm trọng cách đây 11 năm, tháng 7 năm 2012. Bắc Kinh hứng chịu cơn bão mạnh nhất từ khi thành lập nước Trung Quốc hiện đại, với lượng mưa 190,3mm trong một ngày, ảnh hưởng đến 1,6 triệu người. Thủ đô Trung Quốc đã kích hoạt hồ chứa kiểm soát lũ hôm 31 tháng 7, đánh dấu lần đầu tiên nó được sử dụng kể từ khi hoàn thành năm 1998 tại tỉnh Hà Bắc. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu một số người bị mắc kẹt trên ô tô trong dòng nước lũ hôm 30 tháng 7, đưa đến nơi an toàn trước khi chiếc xe bị lật và bị cuốn trôi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay kêu gọi giới chức tìm biện pháp hạn chế thương vong do mưa lũ ở miền Bắc và đưa điều kiện sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Trung Quốc đã trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng những hình thái thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó Kanun, cơn bão thứ 6 trong năm, khi nó tiến gần bờ biển phía đông nước này. Nước lũ cuốn phăng hàng loạt ô tô ở Bắc Kinh, miền Bắc Trung Quốc báo động đỏ khi mưa lớn trút xuống Bắc Kinh và các khu vực lân cận, cuốn trôi hàng loạt ô tô gây ngập ga tàu điện ngầm. Hàng trăm chuyến xe buýt ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay bị đình chỉ khi chính quyền Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt cao nhất trong bối cảnh mưa lớn do bão Doski tiếp tục ảnh hưởng đến quốc gia này. Phần lớn các vùng ngoại ô có nguy cơ cao bị sụp đổ và lở đất, giới chức cảnh báo. Người dùng mạng xã hội chia sẻ video hàng loạt ô tô bị nước lũ cuốn trôi và các con đường biến thành các thác gành ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Nước lũ cũng tràn vào sân ga tàu điện ngầm ở khu vực Đại học phía Tây Bắc Kinh. Công ty quản lý đường sắt đã cử công nhân mang đồ ăn gồm mì tôm, trứng, giam bông và nước uống cho những hành khách mắc kẹt. Hơn 31.000 người đã được sơ tán. Khoảng 4.000 công trường xây dựng tạm ngừng hoạt động. Gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra thiệt hại và các điểm tham quan thắng cảnh trong thành phố bị đóng cửa. Bắc Kinh ghi nhận 2 người chết do mưa lũ. Cả 2 sân bay ở thủ đô đã hủy hơn 180 chuyến bay vào sáng ngày 31 tháng 7, với hàng trăm chuyến khác bị hoãn. Tính đến hôm nay, 358 con đường ở Bắc Kinh bị ảnh hưởng do mưa lũ. Bão Doski quét qua miền Bắc Trung Quốc từ hôm 28 tháng 7, khiến chính quyền cảnh báo hàng triệu người dân nên ở nhà. Các đường phố trung tâm Bắc Kinh sáng nay tĩnh lặng hơn bình thường khi người dân tuân thủ khuyến nghị làm việc ở nhà. Chỉ một số tài xế giao hàng bất chấp nước ngập. Bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cuối tuần qua. Song chính quyền Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận hôm nay gia hạn cảnh báo đỏ về mưa bão, mức cao nhất trong 4 cấp cảnh báo được mã hóa bằng màu sắc. Các chuyên gia cảnh báo trận mưa như chút nước đang diễn ra có thể gây lũ lụt tồi tệ hơn tháng 7 năm 2012. Khi 79 người chết và hàng chục nghìn người phải sơ tán, Cục Khí tượng Bắc Kinh cho biết lượng mưa trung bình là 170,9mm làm ngập Bắc Kinh trong 40 giờ từ tối ngày 29 tháng 7 đến trưa ngày 31 tháng 7 theo số liệu chính thức. Con số này gần tương đương với lượng mưa trung bình trong cả tháng 7. Doski là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều năm vừa qua và gây qua lũ lụt diện rộng cuối tuần qua ở tỉnh miền Nam Phúc Kiến, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Ngoài Bắc Kinh, mưa lớn do bão Doski cũng gây lũ lụt ở các thành phố Thiên Tân lân cận. Tại thành phố Thạch Gia Trang ở Hà Bắc, lũ cuốn trôi một cây cầu đường sắt, 3 trong số 5 con sông tạo nên lưu vực sông Hải Hà rộng khoảng 319.000 km2 và bao trùm các tỉnh, thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, một phần của tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Nội Mông đã dâng lên mức nguy hiểm vào ngày 31 tháng 7. Một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi xuống sông Vĩnh Định, sông lớn nhất chảy qua Bắc Kinh. Trung Quốc đã trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè này. Hàng chục nghìn người được sơ tán khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt ở Bắc Kinh khi cơn bão Doski đổ bộ vào thủ đô Trung Quốc gây mưa lớn. Cơn bão quét qua khu vực Đông Bắc Trung Quốc từ hôm 28 tháng 7 sau khi tàn phá Philippines. Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày cuối tuần và giới chức khuyến cáo người dân cảnh giác trước rủi ro tiềm ẩn như lũ lụt, nước sông dâng cao hoặc sạt lở đất. Hơn 27.000 người sống tại các khu vực có nguy cơ cao ở Bắc Kinh đã được sơ tán và 20.000 người được di rời khỏi một số khu vực thuộc thủ phủ Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 30 tháng 7 đưa tin hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, hiện vẫn đối mặt với cảnh báo đỏ.
về lượng mưa, cảnh báo có hiệu lực ít nhất đến chiều ngày 31 tháng 7. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, cảnh báo về lượng mưa lớn như vậy được đưa ra. Người dân Bắc Kinh được khuyên không ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng. Những con phố vốn đông đúc nhộn nhịp đều vắng bóng người. Nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở thủ đô đóng cửa. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia Trung Quốc nằm gần quảng trường Thiên An Môn đã hủy các buổi biểu diễn và nhạc kịch vào hôm nay. Trung Quốc chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục trong mùa hè này. Theo các nhà khoa học, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt hơn so với biến đổi khí hậu. Dosuki ban đầu được phân loại là một siêu bão khi nó quét qua Thái Bình Dương hồi đầu tuần, nhưng cường độ đã giảm khi đi đến gần Philippines, nơi cơn bão khiến hàng chục người thiệt mạng. Dù vậy, nó vẫn mang theo những đợt sóng khổng lồ và gió mạnh với vận tốc lên tới 175 km/h đến đông nam Trung Quốc vào ngày 28 tháng 7, gây thiệt hại đáng kể. Hơn 880.000 người ở Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin ngày hôm nay đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.